Low. Low name, low name. Yigi đi. Yigi tàn kiếm. Đồ, ven, ven dữ vậy. Vẫn ven luôn gắt vậy. Ghê vậy sao. Game này không có cần cầm nhiệm độ nha. Game này mình cần tốc độ di chuyển á. Thì mình né chiều, mình thả diều đồ đó. Bước chân là đỉnh nhất. Mình chơi skin này nhiều chưa chờ đánh giá có được xài đâu. Mốt quen luôn nè. Sao đánh giải ca được xài skin vậy đơ? Tôi mang Aegis nha. Tại skin này bản mới á, bản đánh giải 13.5 ông ơi. Ok, chơi vậy mà bạn. Chơi vậy đơ cho thua ngay. Thiệt, chơi cái này là đơ cho thua. Quýnh vậy là không có được. Trời sao mỗi bên quýnh thằng vậy trời. Quýnh chung mùa vô win rồi. Thằng quỷ fan này thính quá vậy. Ủa fan này thính dữ vậy ta. Găng nó găng không được luôn ấy. Gina gina gina. Nó hết thính rồi, nó hết thính rồi. Phải nó hết thính rồi. Nó thính rồi, nãy nó tính giờ nó hết thính rồi. Hay quá, hết thính thì chết. Hay dạ, đang boss luôn rồi. Hay dạ. Phải nó quy mít, quy trúng cam á chết rồi. Quy mít một hit. Wow, well. Vãi đồ nó kìa, cái gì vậy? Ôi, sao không biết nãy ngầu quá vậy? Mày thách đấu à? Ngon, sách đau. Trời ơi, quỷ trên này bắn kìa. Bắn điến người luôn quá trời. Dạ. Ủa sao vô không đồng đều gì hết vậy trời ơi. Oh no. Team ơi. Sao lúc mà phải tâm không chừng gờ lên. Hay trời sao cánh trên của mình nhìn nó ngợp dữ vậy. Cánh trên của mình nè. Ngợp dữ vậy ta.
Tập trung xin em ơi. Nice try, hay rồi. Tìm ông sub đánh tốt à, mấy ông kia đánh hay quá. Hay rồi, nice try anh em ơi, tìm đánh vậy là hay rồi. Anh em nhớ xem video mới ủng hộ đơn nha, cảm ơn em nhiều.